Morning, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Ngọc và Pho nha. Bây giờ là sáng ngày thứ hai rồi. Bây giờ gia đình Ngọc sẽ đi xuống dưới ăn sáng ở dưới khách sạn Landmark 81 nha các bạn. Ở đây là tầng 57, no đi lên 66. Bây giờ gia đình Ngọc đi xuống dưới nha. Let's go. Đi, 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 đi. Ông ngoại đẹp trai chưa? Ôi ôi, có quay ông ngoại, ngoại đẹp trai chưa? Bà ngoại cũng đẹp nữa nè. Mấy má con bằng đồ giống nhau các bạn. Dễ thương không? Ở ngoài bằng đồ đẹp trai nè. Đi, let's go. Đây, let's go. Đây, em nhỏ Ngọc này đẹp gái chưa? Bằng áo giống nhau. Chào, kính thưa các loại bánh luôn các bạn ơi. Kính thưa các loại bánh kìa bà. Đủ loại mứt hết luôn. Có nhiều loại mứt lắm nè. Mứt nè ba. Đủ loại luôn. Chi, mật ong, bacon, bánh mì. Wow, đủ loại nha. Mì không à. Quá trời loại bánh mì luôn. Cái này cái máy để vô nướng nè. Ba, ba, khi mà ba ăn bánh mì á, mà ba muốn nó nóng mà bỏ vô trong đây thì nó chạy xuống đây. Các loại hạt. Hạt đồ ăn phong phú đi chứ. Quá trời đồ ăn luôn nè. Ồ, có xe mình nữa nè. Xe mình. Xe mình ăn dưới đó. Đây nè mình nè. Chi. Chi. Các loại chi. Bánh. Trái sung. Ngọc coi bên đây có gì nha. Dâu ua. Dâu gà. Xà lách ngon quá. Xà lách nè. Đây cái trái cây. Kiwi, có kiwi vàng luôn, sang chưa? Công nhận mẹ biết sao không? Ở đây á hả? Kính thưa các loại bánh. Ăn sáng á, phong phú dã man luôn. Ở bên Mỹ ăn sáng chán lắm. Vô mấy cái khách sạn á, nó cho mình ăn sáng chán chưa thấy. Ngọc. Dạ. Kệ phật phở kìa. Con. Ồ, để từ từ Ngọc quay qua tới. Ồ, bánh, các loại bánh có xăng luôn các bạn. Ngon quá à. Đây, các bạn ở bên Mỹ mà muốn coi khách sạn 5 sao mà ăn sáng á, gồm có những gì nè, Ngọc quay cho các bạn coi nè. Đã không? Đủ loại bánh donut luôn. Ồ, có donut đó nè các bạn. Wow. Ok, bây giờ Ngọc đi qua đây nó có nước gì nha. Bên đây có xe nước nè các bạn. À, cam tươi. Chanh, nước lọc. Dưa hấu, ổi. Wow. Ngon ha. Không gian này các bạn. Rộng không? Có tay xuống ăn nữa. Tại đây 5 sao mà các bạn. Đây bên đây là phở. Đó mấy người hay vô ăn phở chọc trời là ở đây nè các bạn. Đó. Đây buổi sáng giờ có phở nha. Phở với gì để Ngọc coi coi phở với cái gì. À phở. Đây mình có phở với bún mọc. Phở nè, bún mọc nè. Có thêm bánh cuốn nữa các bạn. Ngon quá à. Ăn bánh cuốn thì trong đây. Cái này là cái gì vậy em? Bánh cuốn hả? Ồ, hấp dẫn quá ha. Wow, đây bánh cuốn nè các bạn. Wow, ngon quá vậy. Cho chị một dĩa luôn đi em. Wow, nóng hỏi luôn. Công nhận. Rồi. Rồi, cảm ơn em. Này, bánh cuốn. Nước chấm. Ngọc lấy nước chấm nha các bạn. Miếng nước mắm nè. Miếng hành phi nè. Miếng ớt nè. Chút xíu thôi. Rồi, cho thêm một miếng ngò nữa. Chút xíu thôi. Nhiều quá. Rồi. Quá đẹp. Một đôi đũa. Rồi. Ngon quá. Bánh cuốn. Món yêu thích của Ngọc. Rồi đi lại bàn nha. Bàn mình ngồi đâu vậy mẹ? Ồ, còn bên đây nữa hả? Còn chỗ nữa hả ông ngoại? Công nhận Việt Nam ăn uống phong phú dã man luôn á nha. Ông ngoại lấy gì vậy?
Để Ngọc quay cho các bạn coi ông ngoại lấy gì nha. Ông ngoại ăn bacon với lại sausage. Sao ngoại không ăn phở đi ngoại? Ô, còn một giải bên đây nữa các bạn. Để Ngọc đi luôn nha. Giải bên này nữa là gì? Xúc xích gà, xúc xích heo, bacon, gà, có ham nữa, khoai tây đúc lò. Wow, nhìn hấp dẫn ha. À, người ta chiên trứng luôn kìa. Ốc la, người ta làm ốc la. Nhìn ngon quá. Là nó sót. Để Ngọc đi vào bên này, Ngọc thấy có một cái chỗ này có quay cái gì nữa nè. Đây ngoài gì vậy? À, nước sốt. Nước sốt. Cơm chiên. Buổi sáng cơm chiên hả? Nấm. Gà. À, kính thưa có là bánh tiếp đây. Ở đây là bánh khoai tây chiên. Bánh kẹp. Có tăng. Nho. Cháo yến mạch. À, có cháo nữa nè. Súp nấu kiểu Nhật. Chắc miso súp đây. Đây Ngọc coi coi. Chắc miso súp á. Đúng rồi, nước súp nè các bạn. Miso súp. Ngọc qua đây coi gì nữa nha. Ồ, những cái nước ấy chấm. Đây Ngọc coi. A, à, cơm tắm. Đây là cơm. Cho cô cha. Đã chưa? Đồ chua nè. Trời ơi. Gà nướng nè. Gà hay sườn gì có xá xíu nè. Bánh mì luôn. Pate bánh mì. Đây là bánh mì pate nè các bạn. Ồ, em Ngọc làm gì vậy? Ngon quá vậy? Em cũng không biết nhưng mà là sốt xoài vậy có ba vị. Sốt xoài. Nhìn ngon quá à. Phở chọc trời. Ba, có cơm tắm luôn nha. Quá trời ngon, nhìn hấp dẫn. Vừa ăn sáng vừa ngắm bình minh ở dưới luôn nè các bạn. Đã không? Quá sướng luôn, quá đẹp luôn các bạn ơi. Không gian đó nha, đẹp lắm luôn nè. Đó, bao quanh là toàn là kiến không à, kiến cường lực không à. Bây giờ Ngọc dắt các bạn đi làm, giờ Ngọc làm một dĩa cơm tấm. Này, đang đây nè, Ngọc thấy cơm tấm Ngọc thích. Đây, cái dĩa nhỏ nhỏ nhìn xinh không? Tại vì Ngọc thích cơm tấm. Có phở chọc trời. Có một tí nữa Ngọc kêu. Mỗi cái mình ăn chút mẹ. Nói cơm gì chứ Ngọc làm cái ăn chút rồi các bạn. Chứ không có nhiều đâu. Nhìn hấp dẫn quá. Ngọc ngoại. Dưa leo. Hai miếng dưa leo. Miếng cà. Ngọc thích về Việt Nam á, đi ăn sáng của nhà hàng các bạn. Nhìn dễ thương dễ sợ không? Này nè, nước mắm. Trời, nước mắm kẹo luôn nè mẹ. Trời, cái nước mắm ngon kinh. Trời, ăn ớt nữa hả? Chút xíu thôi. Chút xíu tỏi nè. Chút mỡ hành. Trời, dễ thương quá. Mỡ hành. Chút đồ chua. Trời ơi, nhìn ngon không ngoại? Rồi, bây giờ mình lấy miếng thịt nha. Thịt để ăn cơm tấm. Sườn nướng. Sườn nướng. Này. Rồi, hai miếng thôi. Đó, có bánh mì luôn nè các bạn. Bánh mì xá xíu. Hết sảy không? Này, nhìn ngon không? Ngon ha. Hấp dẫn. Đi, let's go mẹ. Một chút nữa mình Ngọc sẽ kêu phở nha các bạn. Ngon quá à. Có cơm. Nấm. Hem nữa nè. Cơm tấm. Đây cơm tấm. Dễ thương chưa? Cơm tấm nè. Có bánh mì dễ thương đó. Bánh mì luôn. Đã chưa? Phở chọc trời, Ngọc quay rồi. Ngọc quay cho các bạn coi rồi. Thôi bây giờ Ngọc lại Ngọc kêu thêm một tô phở cho ba nha các bạn. Cho chị một tô phở tái bầm. Ngon quá. Tô phở tái. Có bún mọc nữa, một tí Ngọc ăn thử bún mọc luôn các bạn. Đó. Phải nêm tương với ớt.
bỏ tường. Rồi, cảm ơn em. Bưng cái tô này hay là bưng cái này? Rồi, em kêu em. Ngọc nêm rau vô nha. Đầu quế nè, có rau nè. Việt Nam đã không? Sáng ăn phở ngon ghê các bạn. Ai như bên Mỹ ăn phở nhà hàng gì đâu, ăn đồ ăn nhà hàng cũng ngon vậy trơn. Mà bữa Ngọc đi với Phoi là khách sạn cũng 4 năm sao nha các bạn nha. Nhưng mà tại vì ăn theo phong cách của Mỹ không có ngon. Ngọc thích cái này hơn. Rồi, let's go, let's go. Điện thoại. Cảm ơn em. Hấp dẫn quá. Đây ốc, trời thơm quá ha. Rồi, Ngọc ăn thử tô phở trước nha các bạn. Tại nhiều món quá, không biết lựa món nào luôn. Phở này là phở chọc trời nè các bạn. Nếu mà tô phở bự là 1 triệu 900 mấy 1 triệu tô. Còn này ăn sáng, ăn sáng cho nên ở trong đây nó cũng có in lưu phở trong đây luôn. Ngọc ăn thử coi phở chọc trời nó ra làm sao. Mời các bạn nha, ăn thử một đũa coi ra cái gì. Mình ăn cái một chút thôi nha các bạn, tại vì nhiều món quá, ăn nhiều quá nó no. Ngon. Ngọc ăn bánh cuốn. Nãy Ngọc lấy bánh cuốn các bạn, thử bánh cuốn nha. Bánh cuốn dẻo ngon ghê không? Dẻo dai, ngon. Tương nồng ngoài. Mời các bạn thử nha. Ngon quá. Bánh cuốn Việt Nam ngon quá. Dẻo mà dai nữa ngon. Ngon. Cái cơm tấm á hả các bạn biết không, cái nước mắm nè bé. Mà nước mắm nè. Kẹo dữ hả? Ờ. Mắm kẹo luôn. Ủa. Hả, có cơm tấm. Đây, cơm tấm nha. Cơm tấm. Kẹo kéo nước cơm. Thử luôn nha các bạn. Thử hết á, thử cái chút cho các bạn coi. Bỏ miếng dưa. Mình buổi sáng tay có phục vụ không chờ cái đường bên nữa. Cho chị cà phê đá. Tăng ngọt ngọt. À, một tí nữa chị lấy, cảm ơn em. Ừ, dễ thương. Cơm. Ngoài mắm ngon lắm. Mắm ngon. Đậm đà nó kẹo quá ngon. Trường cũng ngon. Ngon quá. Nấm ngon quá. Món trứng ở bên món trứng ốc la bên Mỹ là xa xỉ. Cho nên Ngọc không có thích cái món đó. Này, cái gì vậy bé? Em không biết, em chưa thử. Thử nha. Nước mắm. Ngon lắm nè, nước mắm. Ngọc cắt thử, em Ngọc kêu này cái gì nè. Cái gì xoài không biết. Look cái ta bé. Chảy ra luôn kìa. Các bạn. Trứng mà ốp la chảy ra luôn nè các bạn. Hình như còn một miếng cái gì à? Cá hồi sống á. Vậy hả? Ừ, theo em thấy là vậy. Này, Ngọc cũng thử miếng luôn nha các bạn. Mọi cái thử chút. Đó, cái hồi sống đó. Ừ. Ngọc không ăn, Ngọc bỏ lại. Ăn cái này. Ừ. Ngon đấy chị. Mango. Cái nước sốt ngon. Ngon quá. Giờ lấy bánh nha. Một dĩa bánh, một dĩa trái cây bà ngoại. Ừ. Mật ong nè. Ta ngon. Cho mọi người coi nè. Ngon. Đây, lấy bánh. Bánh trung thu. Ăn bánh nào bé yêu?
Có công nhận Việt Nam mình phong phú dễ sợ không? Bánh quá trời luôn nè. Giống như đang đi lựa bánh á. Ừ. Chắc là mẹ ăn cái không có bơ. Mẹ ăn đây nè, có tăng nè. Cái nào? Mấy này nè. Cái này hoặc cái này. Lấy cái này. Em nhỏ học ăn cái này. Cái tại sao? Có cái trái này hả? Ừ. Rồi, một cái. Ngọc ăn một cái này. Lấy mẹ ăn cái này đi, mẹ lấy trái cây nha. Ừ. Muốn ăn mặn không? Mẹ lấy cái nào? Mẹ lấy này hả? Chú biết cái nào mà đừng có bơ được. Cái này ngon nè. Rồi. Ăn mặn không? Ăn mặn không? Không, không ăn mặn, con ghét ăn mặn lắm. Nhưng mà lấy, mày ngoài cầm con lấy cho. Đây. Không. Cái món này chị Hân khoái. Ừ. Donut. Donut. Cái gì chậm? Bánh á, bánh thôi. Có gì chậm? Nhãn. Nó vậy giống như Việt Nam mình có bánh tiêu, còn nước ngoài thì nó có bánh donut. Nhãn nè. Trời ơi, cô vô lấy nhãn dữ thế. Mận nè. Thơm không? Thôi, thơm không? Thơm mẹ. Chuối không? Ban chuối không? Để cho ba trái chuối cào. Cho em một miếng thơm. Một miếng thơm. Cái set góc bên kia là gì? Kiwi à? Ừ. Ờ, cho em miếng kiwi. Này, khóm. Đợi chút. Đầy đủ hết, ngon ha. Việt Nam trái cây phong phú không? Ngon. Cam. Kiwi. Kiwi. Lấy mấy miếng Ngọc ăn nữa. Một miếng lê. Ngọc ăn kiwi. Lê. Rồi. Xong. Vậy trái cây của Ngọc đã xong các bạn. Đi tới nó coi có gì. Có nĩa. Để lấy nĩa. Bánh. Salad. Salad này, ừ. Ngon quá ha. Và ô nè. Ô soy meal. Cái meal là gì? Soy meal là đậu sữa đậu nành. Ừ. Ừ. Chút đi. Và ô liễn mạch. Cái này và ô blend. Có trái cây kiwi trong đây. Bé bé ăn vô không? Một cái này hả? Mẹ vô không? Mẹ vô không hả? Cái này mẹ ăn. Thôi mẹ không ăn đâu. Không mẹ không ăn đâu. Nè con lấy nè. Rồi. Đi. Ngoại của Ngọc á, khoái Ngọc nói rồi đó. Ngoại Ngọc thích ăn buffet lắm. Cứ đi lang thang vậy đó. Đi kiếm hết cái món này tới món kia vậy đó. Giống như Ngọc ở bên Mỹ cũng vậy. Thôi mỗi lần mà đi ăn ra, các bạn thấy Ngọc với Lê Phò đi ăn buffet không? Thì ở đây nhà Ngọc cũng giống vậy á. Thích đi ăn buffet chứ không có thích đi ăn món. Ở Việt Nam là xứ về những cái món ăn từng món từng món từng món. Nhưng mà lại không thích ăn, thích ăn buffet. Chỗ nào buffet mà nhà hàng hay là khách sạn hay buffet nào là em của Ngọc kiếm dẫn mommy đi hết. Rồi thì bây giờ Ngọc thử nha. Bánh, bánh đây các bạn. Gì bánh nha, hấp dẫn rồi. Ngọc thử riêng bánh này coi. Bánh này coi. Bông ăn bánh. Trái cây. Bông ăn bánh ngọt thì. Cái này là có xăng mà ba. Cái này trong có phô mai bé. Phô mai. Ngon. Mai nhân dừa. Nhân dừa. Mai nhân dừa. Ừ. Bánh này bánh gì? Mẹ không cho hai chị em lấy mật ong. Sợ ngọt. Sợ béo. Sợ béo. Ừ. Ngon. Ừ, bánh ngon. Bánh ngon ngon ghê. Tốt quá trời. Ừ. Tốt ngon. Cái chút chứ Ngọc mà ăn hết này chắc thành bà mập luôn á. Thử trái cây coi. Trái cây Việt Nam đã không các bạn? Hết sức. Đã. Để uống miếng trà cho nó chán cái mùi bánh chứ nè. Nhớ gì vậy? Trà hoa cúc. Bên đây là bé nhỏ Ngọc uống trà dâu. Thử luôn. Thơm lắm. Thơm mùi dâu mà Ngọc thích này hơn. Nó hơi đắng đắng. Nó hơi đắng mà nếm với có vị min á. À. Ngọc thử miếng ba, có lấy chuối với ba nè. Ăn không? Ăn với chuối đi. Già cái muốn ăn gì nữa không? Này, kiwi vàng. Việt Nam cho ăn kiwi vàng nha. Dạ, cũng như cơm cái mùi vàng mà nấu mua trà đó đó. Ừ. Đó là trà đào, món này trà dâu. Ngon. Ừ. Kiwi vàng ngon. Trà dâu. Dâu. Dâu gạch của bé nhỏ. Ngọc ăn dâu gạch. Ăn trái nhãn.
quá. Về Việt Nam ăn trái cây sướng, đồ ăn phủ phê, ngon. Cái nhãn em ra cũng uống cà phê sữa em chỉ ừ. Ông thích ăn mận mà có nhiều ở bệnh, có nhiều người thích ăn ghét nhất là món mận, không thích. Rồi xong cuộc ăn sáng của Ngọc đã kết thúc các bạn, tại vì nhiều món quá rồi. Ăn cái nhạn nó ngọt có vô cổ họng, uống miếng trà vô cho phê sữa thôi. Ừ. Quá ngon luôn á. Tạm ngưng cuộc hành trình ở 2 ngày 1 đêm khách sạn Landmark 81 nha các bạn. Đây, bây giờ cả nhà thu xếp đi về. Bye bye và hẹn gặp lại video, những video sau nha. Bye các bạn ơi. Tội nghiệp Út không các bạn. Út là phải khiêng đồ. Này. Út phải khiêng đồ. Đi xuống. Bây giờ đi xuống trả đồ, trả phòng để cho người ta lên coi coi có thiếu đồ gì không. Rồi phải lấy tiền của Út lại chứ không ấy là Út khóc á các bạn. Hôm qua Út đã đặt cọc 2 triệu. Bây giờ mà không lấy là Út khóc tiếng Ấn Độ. Thu anh phải thu quá, phải gỡ vô Út này chứ. Phải không? Út đẹp gái không? Thu má không phải ra thu. Thu? Về đây hả? À? Mẹ. Ăn có 30 hả? Đây. Ở ngoài, này, ở ngoài có thu không? Thu bà 40 gì đó. Ở đâu ra bà 40? Ta bà 40 nhiều tiền.